Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 5. Bẩm sinh và hiện thời. Tất cả vật thể tự nhiên đều được tạo bởi lực co rút hướng tâm, và khi lực này co đến giới hạn cuối cùng thì lại giãn ra ly tâm. Vì vậy, mọi vật thể đều có xu hướng dương bên trong và âm bên ngoài. Lực co càng mạnh thì lực giãn càng lớn. Những chiếc lá được sắp xếp theo thứ tự lực co giảm dần và lực giãn tăng dần, tác dụng trên cấu trúc do nhiệt độ của khí hậu tăng dần. Khí hậu càng đóng càng dương thì hình thể càng giãn lớn ra, nghĩa là càng âm. Chiếc lá màu xanh sống lâu ở khí hậu lạnh nên có dạng nhỏ hình kim vì lực co rút tác động mạnh. Còn chiếc lá khác mọc ở vùng nhiệt đới có hình thù tròn lớn vì tác động của lực giãn nở mạnh hơn lực co rút. Còn chiếc lá còn lại ở vùng ôn đới cho thấy có sự cân bằng giữa hai lực giãn và co. Ba loại cây này đều chịu ảnh hưởng của hai động lực. Lực bên trong, tức là nội lực, là thức ăn, tức các chất dinh dưỡng hấp thu từ đất, và lực bên ngoài, tức là ngoại lực, đó là khí hậu. Hai động lực này có tác dụng trái ngược nhau và luôn luôn cố gắng quân bình với nhau. Thí dụ, lực bên ngoài là dương thì lực bên trong là âm, trái lại, lực bên ngoài là âm thì lực bên trong là dương. Đối với con người cũng như vậy, chúng ta chịu ảnh hưởng của lực bên ngoài từ thiên nhiên và xã hội, đồng thời tự phát sinh nội lực của chính mình. Tất cả những lực này đều tác động đến hình thể con người. Thí dụ trời nóng và có xu hướng mát, ngược lại trời lạnh và ấm lên. Chúng ta rất khó kiểm soát ngoại lực, nhưng có thể điều khiển được nội lực qua việc ăn uống. Riêng về thức ăn chợt chất, nếu ta ăn uống quá độ hoặc dùng nhiều thứ thịnh âm thì nội lực bị hơi giãn và phân tán. Trái lại, nếu quá kiêng khem hoặc dùng nhiều món thịnh dương, nội lực sẽ thu gom, cô đặc. Còn nếu ăn uống quân bình âm dương, nội lực sẽ linh hoạt, dai bền. Có điều cần biết là khi chẩn đoán phải phân biệt thể trạng hiện thời và thể chất bẩm sinh. Thể chất bẩm sinh là cơ cấu tâm lý được ấn định trước khi chào đời do ảnh hưởng những đặc tính di truyền từ cha mẹ, ông bà, tổ tiên, cộng với tác dụng của món ăn thức uống và cách sống của bà mẹ lúc mang thai. Cơ cấu xương tốt, gương mặt, kích cỡ đầu sọ, hình thù bàn chân, bàn tay, thêm nữa là tầm dốc cơ thể, chiều dài chân tay, vân vân. Tất cả những yếu tố này hợp thành thể chất bẩm sinh của một người. Còn những tính chất từ sau khi sinh mới có như là màu sắc làn da, cử chỉ cho thấy thể trạng hiện thời. Thay đổi thể trạng hiện thời bằng ăn uống và điều chỉnh cách sống tương đối dễ. Nhưng thay đổi thể chất bẩm sinh là việc khó, đòi hỏi nhiều công sức kiên trì. Nên biết tất cả những gì sẽ ra trong thời gian 9 tháng 10 ngày trong thai đều có ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe và hạnh phúc của một kiếp người. Do đó, muốn con sau này đỡ lao đao vất vả, khi mang thai, bà mẹ nên cẩn trọng. Cơ thể con người có 3 hệ thống chính, đó là hệ tiêu hóa, hệ thần kinh và hệ tuần hoàn. Ở thai nhi, hệ thống tiêu hóa nằm bên trong, nên dương hơn là hệ thần kinh nằm ở bên ngoài. Và như vậy, hệ thần kinh âm hơn là hệ tiêu hóa. Trong quá trình phát triển, hai hệ thống này thu gom những yếu tố đối lập. Âm hút dương, dương hút âm, do đó đã biến đổi tính chất, âm thành dương và dương thành âm. Khi thức ăn vào người, các chất khoáng, dương hơn được hút ra phía sau, trong khi chất đạm, chất béo vân vân, âm hơn chất khoáng bị hút ra phía trước. Phần phía ngoài âm hơn của cơ thể thu hút khí, chất dương nên đặt cứng lại tạo thành cột xương sống và vùng lưng, trong khi phần phía trong dương của cơ thể thu hút khí, chất âm nên mềm, trống, tạo thành các cơ quan nội tạng. Tình trạng biến đổi này là một thí dụ điển hình cho thấy âm dương không ngưng tĩnh, cố định mà luôn chuyển động, đổi thay. Vì âm dương là động lực của thế giới tương đối hữu hạn, do đó cõi trần này là vô thường, chẳng có gì bất diệt, tồn tại muôn đời. Nếu chia ngang hệ tiêu hóa của thai nhi làm hai, phần dưới nằm dưới lồng ngực, bao gồm dạ dày, dạ chuột, có hình thể trống, thu dụng thức ăn vật chất dương, chất đặc và chất lỏng, trong khi ở phần trên nằm trên lồng ngực trở thành hai lá phổi, có hình thể đặc hơn
thu chộm thức ăn vật chất âm, không khí. Hệ thần kinh cũng chia làm hai bộ phận. Trong quá trình tiến hóa, khi con người chưa có trí tuệ, thì thần kinh là một hệ thống duy nhất, chưa biệt quá và có tính trực cảm. Về sau, khi tiến hóa cao, thì chia thành hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh tự trị, tức là thần kinh thực vật, giao cảm. Hệ thần kinh tự trị lại chia thành hai hệ, đó là chính cảm, tức trực giao cảm, và phó cảm, tức đối giao cảm. So sánh, hệ chính cảm là âm hơn, làm những cơ quan âm giãn ra và những cơ quan dương co lại. Còn hệ phó cảm thì dương hơn, làm những cơ quan âm co lại và những cơ quan dương giãn ra. Làm thế nào để phân định các chức năng của hệ tuần hoàn theo âm dương? Máu người có hai loại, máu đỏ và máu trắng, tức là bạch huyết, lâm ba. So sánh, máu đỏ là dương hơn, rất năng động, tải các chất dinh dưỡng đến các tế bào, trong khi máu trắng âm hơn, hoạt động chậm rãi, thu gom phần thể dịch đã được cơ thể sử dụng từ vùng ngoại biên đem về tim. Xét về hoạt động, hai hệ thống máu này cũng có âm và dương, phân phối và thu gom. Cơ thể có hai phần đối lập chính, đó là phần trước và phần sau, chất đặc và chất lỏng và chất hơi, được các hệ thống nằm ở phần trước, hệ tiêu hóa và hô hấp thu dụng. Còn các xung động, làn sóng ngắn, làn sóng dài, sóng từ thì được hệ thống ở phần sau, hệ thần kinh hấp thu. So sánh các loại thức ăn của con người, món ăn, thức uống vật chất là dương hơn, được cuốn hút theo đường xoắn ốc đi xuống, từ vùng giữa cơ thể ở bụng dưới phân phối ra khắp cơ thể. Trong khi đó, các sóng xung động, năng lượng sinh học, khí lực là âm hơn, có khuynh hướng đi lên não, cũng theo đường xoắn ốc. Xét theo siêu hình, vùng giữa bụng dưới gọi là đan điền, ruộng trồng thần dược, nằm sâu quyệt khí hải, biên khí, tập trung và phân phối năng lượng sinh học. Còn bộ phận tiếp thu năng lượng này ở não, tức là trung não, được gọi là con mắt thứ ba. Dùng bụng có đan điền và khí hải, cần được giữ ấm, dương, trong khi dùng đầu có con mắt thứ ba, cần được giữ mát, âm. Nếu những hoạt động ở phần cơ thể trước và phần cơ thể sau không hòa hợp với nhau, người ta không thể điều phối được các chất dinh dưỡng và các xung lực thần kinh. Cả ba hệ thống tuần hoàn, tiêu hóa và thần kinh đều tập trung ở vùng miệng. Đây là nơi co chặt nhất, nghĩa là dương nhất của cơ thể. Dương có khả năng thu gom và đưa vào. Qua vùng miệng, chúng ta ăn uống và hít thở. Dương cũng năng động, từ vùng này cũng phát sinh xung động, đó là nói trả lời. Miệng là trung tâm của cơ thể, là nơi chúng ta vận dụng tư tưởng, lương tri và ý chí tự do của chính mình, và đó là then chốt trong cuồng máy vận hành của cơ thể. Nhưng người xưa thường nói, bệnh tùng khẩu nhập, quả tùng khẩu xuất, tức là bệnh theo miệng mà vào, quả theo miệng mà ra. Kiểm soát được việc ăn uống và nói năng, ta sẽ điều khiển được phần lớn vận mệnh và sự sống của bản thân. Bởi cái miệng có tầm quan trọng to lớn, nên Đạo Phật xem đó là một trong ba điều kiện căn bản, thân, khẩu, ý trong tu hành. Tu khẩu, sửa đổi miệng mồm, không chỉ là giới ngữ, tức là không nói sai, nói dèm, nói du, nói xấu, mà còn phải giới sát, không ăn phí phạm sinh mạng. Giới tửu, không uống những thứ độc hại, gây mê đắm. Còn theo Thiên Chúa Giáo, tội lỗi trọng đại nhất của con người là tội ăn bậy, tức là ăn trái cấm. Chuyên về nhân tướng học, dùng miệng là yếu tố đầu tiên để xác định nhân cách hoặc tâm tính của một người. Đây là dùng đầu mối của toàn cơ thể, vì vậy cần học cách đọc được ý nghĩa của những dấu hiệu thông tin hiện ra nơi miệng. Thí dụ có thể nhìn những người thân xem miệng bình thường có ngậm chặt không, dù môi mỏng hay là dày. Muốn biết vị thế của thai nhi, quý vị hãy cùng theo dõi ở phần sau. Các cơ quan nội tạng tương ứng với vị thế của tay chân, mắt cá và mông tương ứng với những cơ quan cùng mức, tức là cơ quan sinh dục. Dùng giữa cẳng chân tương ứng với các cơ quan tiêu hóa. Dùng chung quanh đầu gối và cùi chỏ tương ứng với gan, lách và tụy tạng. Hai bàn tay co ôm vào ngực nên cườm tay tương ứng với cơ quan cùng mức là hai lá phổi. Hai bàn tay cũng có thể ôm vào mặt nên khi giật mình sợ hãi hoặc bối rối, khóc than, tâm hồn bị âm quá trở nên âm
người ta thường tự động đưa tay lên mặt, nghĩa là tự dương quá bản thân, làm cho mình trở nên dương. Lúc đó, hai bàn tay trở về vị thế của thai nhi. Sau khi sinh, hai tay buông thõng xuống và bắt đầu tương ứng với những vùng tiếp cận mới. Lúc này, cổ tay tiêu biểu cho tình trạng vận hành của cơ quan sinh dục. Nếu cổ tay bị cứng, không hoặc ít co gặp được, thì đó là dấu hiệu cho thấy khí ở vùng sinh dục bị tắc nghẽn đặc cứng. Nếu cổ tay mềm dẻo, thì những cơ quan sinh dục hoạt động tốt, khí lưu thông êm thuận. Trong thời buổi tình hành thời trang, hở hang, cộc cục, rất dễ quan sát các bộ phận cơ thể của người ta, nhất là vào mùa đông hoặc ở hồ bơi, ở biển khi họ xoay trần, chỉ mặc độc quần đùi hoặc đồ tắm. Hãy chú ý tới mọi đặc điểm, tóc, tàn nhang, nốt ruồi, các gân máu, vân vân. Xem nơi nào trên cơ thể bị nới giãn hoặc co rút, ghi nhớ màu da tổng quát. Tuy nhiên, nhớ thận trọng kín đáo, kẻo người ta cho là sổ sàng mất đích. Cũng có thể chẩn đoán thể trạng của người ta bằng cách hành nghề massage xoa bóp. Thí dụ, xem nơi nào trên cẳng chân bị lỏng thịt, căng cứng hoặc sưng húp. Nên nhớ, mắt cá chân tượng trưng cho cơ quan sinh dục. Do đó, gân gót của chân phải căng chắc thì mới là dấu hiệu tốt. Bụng chân tương ứng với ruột, trong khi phần trên của cẳng chân tương ứng với gan, lách và tụy tạng. Nếu xương ống bị cong thì những cơ quan nằm cùng mức với chỗ cong đã bị trương phồng hoặc là căng giãn. Các dĩa đệm, phần sụn chêm lót giữa các đốt xương, nơi đó rất dễ bị giãn và trật ra, thoát vị đệm. Xem khoảng cách giữa các đốt sống có đều hay không. Nếu thấy có khoảng cách lớn thì dùng cơ thể nằm phía sau phần này là quá âm. Trương giãn do ăn uống nhiều thứ thịnh âm như là đường, nước, trái cây. Nếu khoảng hở quá nhỏ thì dùng cơ phận tương ứng quá dương, co chặt do ăn nhiều thịt hoặc là muối. Nhưng tình trạng này rất hiếm. Dùng ngón tay ấn mạnh vào một nơi nào đó trên cột sống mà thấy đau, tức thì đã có gì sai trái xảy ra trong cơ quan tương ứng. Sau khi nghe xong, nếu yêu thích và có điều kiện, quý vị hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản.